Gỗ hóa thạch, còn được gọi là đá gỗ, là một loại khoáng vật độc đáo và kỳ diệu, được hình thành từ những cây cối cổ xưa đã trải qua quá trình hóa thạch hóa trong nhiều triệu năm. Những mảnh vỡ của những thân cây và cành lá đã được lắp chôn dưới lớp đất và trầm tích, chịu sự ép buộc và biến đổi của nhiệt độ, áp suất và các hoạt động địa chất, cuối cùng đã được biến đổi thành những tảng đá có cấu trúc giống như gỗ. Quá trình hình thành gỗ hóa thạch là một quá trình địa chất phức tạp, diễn ra trong thời gian rất dài, thường lên tới hàng triệu năm. Đây là quá trình biến đổi của những cây cối cổ xưa thành các mẫu gỗ hóa thạch như chúng ta thấy ngày nay. Cụ thể, quá trình hình thành gỗ hóa thạch diễn ra như sau. Những cây cối cổ xưa bị chôn vùi dưới lớp trầm tích và đất đá qua nhiều thời gian lắng động. Trong quá trình chôn vùi, các tế bào gỗ và các cấu trúc thực vật được thay thế dần bằng các khoáng chất như silic, carbonat, sunfat. Quá trình này được gọi là quá trình hóa thạch hóa. Dưới tác động của nhiệt độ và áp suất cao, những mảnh vỡ của thực vật bị nén chặt và biến đổi về mặt hóa học, tạo thành các mẫu gỗ hóa thạch cứng chắc. Qua nhiều triệu năm, những mẫu gỗ hóa thạch được phơi sáng lên mặt đất do các hoạt động địa chất, sau đó được con người khai thác và sử dụng. Tác dụng và lợi ích của gỗ hóa thạch. Gỗ hóa thạch không chỉ có giá trị về mặt lịch sử và khoa học, mà còn có nhiều ứng dụng thực tế trong cuộc sống. Dưới đây là một số tác dụng và lợi ích chính của gỗ hóa thạch. Một, giá trị trang trí và nghệ thuật. Những mẫu gỗ hóa thạch với họa tiết vân gỗ độc đáo và màu sắc tuyệt đẹp được sử dụng rộng rãi trong trang trí nội thất, nghệ thuật điêu khắc và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Chúng trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và được ưa chuộng. Hai, ứng dụng trong trang sức. Những mẫu gỗ hóa thạch được chế tác thành các món trang sức như vòng, dây chuyền, khuyên tai. Chúng trở thành những món đồ trang sức độc đáo và có giá trị. 4. Giá trị khoa học và nghiên cứu. Các mẫu gỗ hóa thạch là những hóa thạch sống cung cấp thông tin vô giá về lịch sử tiến hóa của thực vật và các hệ sinh thái cổ xưa. Chúng là đối tượng nghiên cứu quan trọng trong các lĩnh vực như địa chất, khảo cổ học và sinh học tiến hóa. Có bao nhiêu loại gỗ hóa thạch? Có nhiều loại gỗ hóa thạch khác nhau. Một số loại gỗ hóa thạch phổ biến bao gồm một, gỗ hóa thạch Bedrift Hiegut. Đây là loại gỗ hóa thạch phổ biến nhất, được hình thành từ những cây cối cổ xưa như thông, dẻ, sồi. Chúng có các họa tiết vân gỗ độc đáo và nhiều màu sắc khác nhau như nâu, đỏ, vàng, xám. Hai, gỗ hóa thạch Agatisegut. Loại gỗ hóa thạch này được hình thành khi những mảnh gỗ cổ xưa được thay thế bằng khoáng vật agate. Chúng thường có các vân đẹp mắt với các màu sắc như xanh, tím, đỏ. Ba, gỗ hóa thạch Opalisegut. Đây là loại gỗ hóa thạch được thay thế bởi khoáng vật opal, tạo ra những mẫu gỗ với các vân đẹp mắt và màu sắc rực rỡ như xanh, tím, vàng. Bốn, gỗ hóa thạch Silihiegut. Loại gỗ hóa thạch này được hình thành khi những mảnh gỗ cổ xưa được thay thế bằng các khoáng vật silic. Chúng thường có màu trắng, xám hoặc nâu đậm. Năm, gỗ hóa thạch Jaspergut. Đây là loại gỗ hóa thạch được thay thế bằng khoáng vật jasper, tạo nên những mẫu với họa tiết vân gỗ đẹp mắt và nhiều màu sắc như đỏ, vàng, nâu. Nơi mua gỗ hóa thạch. Nếu bạn quan tâm đến việc mua gỗ hóa thạch chất lượng, bạn có thể tìm kiếm tại các cửa hàng uy tín hoặc trên các trang web chuyên ngành. Khi mua gỗ hóa thạch, hãy luôn chú ý đến nguồn gốc, chất lượng và tính xác thực của sản phẩm để đảm bảo bạn có được sản phẩm tốt nhất. Để mua được đá cẩm thạch chất lượng, bạn có thể tìm đến nhà sàn Tây Nguyên. Việc lựa chọn và mua được gỗ hóa thạch chất lượng không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn giữ được giá trị về mặt thẩm mỹ và nghệ thuật. Đến với nhà sàn Tây Nguyên để chiêm ngưỡng những thiết kế tinh xảo, độc đáo, phù hợp với nhiều phong cách và nhu cầu sử dụng, đi kèm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng tận tâm. Nhà sàn Tây Nguyên, nơi cung cấp đá phong thủy lớn nhất Việt Nam. Hotline 0903097626. Địa chỉ số 17D T 743B Đông Tân, Dĩ An, Bình Dương. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.